Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về sự tổng cộng trong danh sách 1.000. 1.000 bài tập sự tổng cộng thì bài tập đây yêu cầu tính n bằng tổng các phân số từ 1 cho đến 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 1 trên n. Thì là mình mở DBC đây này. Đồ DBC ở đây. Thì ở đây mình đã viết sẵn rồi. Xóa dòng đi này. Mình đã viết sẵn một cái hàm để tính rồi. Đầu vào mình sẽ khai báo hai cái thư viện thần thánh là stdio.h và conio.h. Và ở đây mình chết rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Ở đây mình viết là kiểu float. Cái kiểu float bởi vì phân số mà nó sẽ chia ra kiểu dạng phẩy. Đầu vào cũng phải là một số float nữa. Mình sửa hết. Mình viết nhầm. Rồi xong. Thì đầu vào này, nếu như mà cái thằng L khác không thì nó sẽ return 1 cộng với lại tổng với L trừ 1. Trong cái tổng với L trừ 1 có phải là bằng 1 chia cho L trừ 1 cộng tiếp với thằng tổng của L trừ 2 đúng không? Xong rồi nó cứ thế tính đến khi nào mà bằng 0 thì sẽ dừng lại. Theo tương không luôn. Và đây là hàm này được viết theo kiểu để quy. Mình sẽ run chương trình nhé. Run này. Nhập vào số L. Mình sẽ nhập vào 2 bằng 2 đi. Cho dễ tính nhé. 1 cộng 1 phần 2 là 1,5 đúng không? Đúng chưa? 1,5 này. Từ đây mình có thể áp dụng các số khác này. Ví dụ như là 5 đi. Đấy nó ra 2,283334. Các bạn có thể bấm máy tính, kết quả mình tin là chắc chắn là đúng. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Chúc cả nhà là học được tiếng Việt.